CEO Duy Nguyễn. Khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể. BBT, nâng tầm con người Việt Nam. Chào mừng các bạn đến với một cái buổi đi làm xuyên ban của anh Duy Nguyễn. Thì hôm nay Duy Nguyễn cũng tâm sự với bạn về mái tóc hôm qua là hàm râu. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái mái tóc của Duy Nguyễn nó trở nên huyền thoại vào chủ đề hot trên mạng xã hội, đúng không? Nó trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, những thời khắc khác nhau, mái tóc nó cũng khác nhau. Và bây giờ là Duy sẽ chia sẻ các bạn cách mà Duy làm mái tóc của mình trở nên đẹp. Bây giờ chưa đẹp đúng không? Nhưng mà giờ nó sẽ đẹp. Đây là cái sáng là Duy đi làm á, là Duy dặn nhân viên mua giùm, mua giùm dầu gội đầu. Đó, tất cả những cái gì Duy làm Duy đều có ý hết. Nhưng mà mấy em nhân viên không có hiểu, thấy không? Mấy em mua cái gì X-Men, đồ Forbes, đồ này nọ kia kiểu 150.000. Xong cái anh không chịu, nói là không được, cái này là không được, chắc chắn là em phải xài rồi. Tại sao quan điểm Duy là cứng như thế? Tại Duy dặn rồi nha, mua là phải mua gói. Mua gói cho nó rẻ, mua chai nó mắc lắm. Các bạn có tin không? Nope. Thì ngày hôm nay á là Duy mặc đồ này. Tức là đồ tưởng xe mẹt xuống. Bây giờ là Duy muốn vô phòng gym mà Duy phải thay đồ. Mà thay đồ tóc gì thì không quay phim được. Đó, mình phải đổi tóc nữa. Mà muốn đổi tóc thì phải trải qua cái quy trình sau đây, là quy trình đi tắm. Không, toilet vậy tại sao tốn tắm? Toilet của quận 9 nó đẹp lắm mà. Nó đẹp mà nó mát nữa. Nó đầy đủ dịch vụ hết, mình vô phải tắm. Tắm cái vòi xem color của nó ra làm sao. Đó. Xong rồi Duy mua dầu gội, dầu xả, hồi nãy mua chi kinh thì không biết nữa trời. Thằng này nó mua gì mà cái đống luôn. Thôi nói chung là đại loại là ba gói thôi. Vì chơi Accenture giống của nữ mà. Mày này kỳ ha. Chơi Accenture của nữ nè. Đó, ba thứ thôi. Thì khi mà bạn đến TH hoặc là Sim Center bằng tập á, thì nên, cái này là cái gì? Cái này là cái vật dụng cá nhân. Cá nhân các bạn nha. Thì các bạn phải trang bị bỏ trong túi, đi vô đây tập. Tập xong rồi đó, ok, tắm xong rồi đó, vô đây nè, xài sạch sẽ thơm tho, xong rồi bỏ vô thùng rác làm đây nè, quay luôn thùng rác thì ngay ngùng cái gì nữa, mình đời mà mấy em, mấy quay kệ để đi, hai thằng cầm hai máy còn máy dư, đó, đứng ra nó xả em, bồn tiểu 26 triệu nó auto xả ghê lắm em, trời đất ơi, đứng dùm đó thấy không, nó auto xả ghê lắm, nè, color, anh luôn trung thành với nhãn hiệu color, xả nước vậy đó. Thì bỏ này vô sọt rác. Các bạn vô trung tâm gym của Duy, các bạn đã hỏi ôi sao Duy ơi không để dầu xả, dầu gội này nọ kia, đúng không? Thì xin thưa các bạn, quan điểm Duy là không. Không phải là tiết tiền, không phải là nghèo, không phải là cái gì cả. Nhưng mà cái này là cái cá nhân. Cái cá nhân của bạn thích cái mùi gì, cái màu gì, cái gì, loại gì của bạn, thì bạn bỏ gì bạn xài. Có mắc mủng gì không các bạn? Đúng không? Các bạn đi khách sạn ở bên châu Âu cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy. Không ai bỏ cho bạn xà bông. Tự mình lo kem đánh răng, cái đó là cá nhân. Cái đó là cái cá nhân của mình thì mình nên xài, nên sử dụng. Đây mọi nhìn nè, review bạn toilet. Đây. Bạn thấy rồi đó, đơn giản thôi, trống trải thoải mái. Cái toilet dịch vụ mà các bạn, nó vậy thôi. Cái đài sen là color. Nè, sen tay cũng là color, nguyên vàng này color hết. Rồi cái này là móc treo đồ color luôn. Móc cho đồ color luôn. Còn này là nhôm, nhôm gì không phải color nha. Cái này mới color. Rồi bạn nhìn là trong đây có cây móc đồ này nọ, các thứ đủ bạn chơi rồi. Ông nội nào đây? Ông nội nào đây? Ông chơi vậy đó mà. Tôi nói thiệt sự làm ăn dịch vụ thì không khổ nha. Ở đây có cái sọt rác này ba. Ừ, ba dùng nè, ra đây nè. Ba lấy cái này ra. Ba đạp cái chân mới nhảy lên cái. Ba bỏ vô, rớt lại bụp. Đó, thấy không? Nên phòng tắm nó chỉ chừng đó. Bạn khăn là bạn tự trang bị, tất cả mọi sự trang bị các dụng đa cá nhân của bạn mà. Bây giờ bạn nghĩ coi, tôi để cái đó chung vô quẹt bụp 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 rồi xài chung mà dám xài không? Đúng không? Xài chung mà dám xài. Nên cái việc đó nó quá nhỏ. Nên Duy cố tình là kêu mấy em đó là phải mua cho Duy ba cái gói này. Mấy em nó không hiểu, mấy em đi mua cái chai đây làm gì? Ở nhà không thiếu. Ở nhà không thiếu nó thật các bạn, ở nhà Duy xài đồ Mỹ không à. Cái dầu đầu nè, đồ Mỹ. Tại vì cái mái tóc của Duy á là chăm sóc á, là nó phải có bác sĩ kết hợp với stylist á, là ngồi làm kiểu tóc cho mình. Bác sĩ á, là người ta tư vấn mình dùng cái dầu gội đầu cường độ bao nhiêu
dầu xả cường độ bao nhiêu để cho nó không gầu, nó không ngứa, nó không có làm cho tóc mình nó khô khan các kiểu hết. Chứ không phải là mái tóc của Duy là cái đơn giản mà mình nhìn thấy đâu. Đó, khi mà Duy lên hình ảnh Duy sẽ chải chuốt, nhưng mà khi Duy livestream đời thường với các bạn á là Duy đơn giản. Nói Duy chỉ chia sẻ bạn vậy thôi. Giờ Duy tắm và Duy đi qua bước thứ hai. Tắm không có quay được em, lộ nói chung là đầy bọt đó. Hay thì mua súp đi ba. Giàu nghèo mẹ gì, lai xe là đương nhiên rồi. Có chùa hoài 3 triệu. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.